Manchester United tước băng đội trưởng của Maguire trong tuần tới. Trung vệ Harry Maguire sắp chính thức mất băng đội trưởng của Manchester United về tay Bruno Fernandes trong tuần tới. Quyết định này vẫn sẽ được đưa ra bất kể cầu thủ người Anh có ở lại câu lạc bộ hay không. Hậu vệ 30 tuổi chỉ có 8 lần đá chính ở Premier League mùa trước, khi anh chỉ là lựa chọn thứ 5 ở vị trí trung vệ của Erik ten Hag sau Lisandro Martinez, Rafael Varane, Victor Lindelof và thậm chí một trung vệ không chuyên như Luke Shaw. Ten Hag đã thẳng thừng tuyên bố rằng Maguire không nằm trong kế hoạch tương lai của ông tại Old Trafford, và do đó, một sự thay đổi băng đội trưởng sẽ diễn ra. Theo The Sun, Maguire sẽ chính thức mất vai trò đội trưởng của câu lạc bộ trong tuần tới, ngay cả khi anh vẫn ở lại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes gần như chắc chắn sẽ là người thay thế giữ băng đội trưởng của Maguire trong mùa giải mới 2023-24. Còn nhớ ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đeo băng đội trưởng của Quỷ Đỏ trong nửa sau của mùa giải trước khi Maguire liên tục vắng mặt trong đội hình xuất phát. Tin tức này được đưa ra sau khi thủ môn David De Gea xác nhận rằng anh sẽ không trở lại câu lạc bộ, cho thấy sự tàn nhẫn cần thiết của Ten Hag trong nỗ lực xây dựng lại Manchester United. Andre Onana đã được liên kết với việc chuyển đến Old Trafford để thay thế thủ thành người Tây Ban Nha. Dự kiến trong tuần tới, Manchester United cũng sẽ hoàn tất thương vụ mua người gác đền của Inter Milan. Với việc đã chiêu mộ được Mason Mount từ Chelsea và sắp có Onana, nhiệm vụ còn lại của ban lãnh đạo Manchester United là tăng cường một tiền đạo cho Ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan ban đầu rất thích Harry Kane của Tottenham và Victor Osim của Napoli. Song do kinh phí không cho phép, United đã chuyển sự chú ý của họ sang ngôi sao kém danh tiếng hơn là Rasmus Højlund của Atalanta.